Trà My Nam Định. Ủa là Nguyễn Thị Trà My xong là cười hi hi vậy đó em. Anh chưa xem là khúc bài rồi ấy ạ. Nguyễn Thị Trà My Nam Định. Nam Định. Và bây giờ không để quý vị chờ đợi lâu thêm nữa. Ủa sao không để quý vị chờ đợi lâu thêm một chút xíu nữa đi anh? Tại vì không còn gì để coi nữa đâu. Chúng ta phải cần đến nhân sự. Wow. Vâng, xin mời những cô nàng xinh đẹp đến từ chương trình Miss Universe Việt Nam 2021. Wow, anh ơi, chết rồi, đi từ xe là thấy mình bị chặt rồi anh ơi. Trời ơi. Sao đây, em vô em thay bộ đồ tắm. Không em, không em, mình phải chinh phục bằng kỹ năng của mình. Hello. Xin chào, xin chào. Hello. Hello. Hello Universe. Hello. Xin chào mọi người. Hello, hello. Ừ, chào em. Ừ, bây giờ chúng ta lần lượt giới thiệu nha. Mời em. Dạ, em là Nguyễn Thị Trà My Nam Định. Ủa là Nguyễn Thị Trà My xong là cười hi hi vậy đó em. Anh chưa xem là khúc bài rồi ấy ạ. Nguyễn Thị Trà My Nam Định. Nam Định. Náo nhiệt ha, nghe náo nhiệt. Nghe nó thơm ha. Nghe nó thẳng bậy anh. Nghe có sức sống hẳn luôn đó ha. Anh Đàn hồi nãy nói là các bạn lần lượt giới thiệu đó. Không mấy giờ mình cứ xen kẽ giới thiệu đi. Để cho cái vía của Trà My được lướt qua chút xíu. Còn mình sẽ hoành về sau. Được, 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 được. Rồi, rồi vậy mời em. Nó hết rồi, nó hết rồi đó. Nguyễn Thị Nga. Vỏng vạc. Đúng rồi, phải là máu lửa như vậy. Đúng vậy. Hơn hơn hơn. Mời em. Phạm Thị Đan Chi, Quảng Ninh. Lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến cả mọi người. Và em là Nguyễn Quỳnh Anh, Hà Nội ạ. Sau cuộc thi vừa rồi đó, mệt không? Mệt anh mệt ạ. À. Không biết được gì không nhưng mà thiếu ngủ. Thiếu ngủ à. Nhưng mà yên tâm là vô đây sẽ không có những căng thẳng như lúc mình thi. Mà sẽ là những giây phút mà vui chơi, thoải mái. Để mình giải tỏa đi hết những căng thẳng. Đồng hành cùng Miss Universe Việt Nam 2024 được phát sóng vào thứ 6 lúc 20 giờ trên siêu ứng dụng giải trí Vion. 20 giờ 30 phút trên kênh DST Entertainment.